xuống thì chuyển giao kỹ thuật cho bà con mình nhóm mới, thì cũng rất mừng là bà con mình đi cũng khá đầy đủ. Để mỗi chuyển giao thêm buổi nữa chứ gì, buổi là mình nắm thôi. Thì nuôi thỏ thì nó cũng dễ, nhưng mà trước mắt á, giờ vậy nè, cho bà con mình 10 phút để đọc tài liệu. Đọc tài liệu xong rồi thì nói mới hiểu được. Thôi giờ cũng triển khai cho bà con mình ha, nắm sơ sơ rồi thì triển khai vậy đi. Giờ cái thứ nhất á là bên công ty sẽ chuyển giao kỹ thuật cho bà con, thì giờ mình quy ra thành một hệ quy chiếu là thống nhất với nhau vậy đi. Bây giờ tôi chăn nuôi, đừng có ngàn nào suối hết trơn á, có gì hỏi công ty á, điện trực tiếp hỏi anh Cường hoặc là bên chỗ Đạt hoặc là chỗ Mẫn cũng được, là mình thống nhất với nhau là đừng nghe ông nào suối hết ha, và cũng đừng có quan tâm là cái giá thị trường sao hết trơn á. Tại vì khi đó người ta thu cho bà con là người ta thu lâu dài, có hợp đồng, có mọc đỏ hẳn thôi hết, chứ không phải là như mấy anh em lại thu là thu ha. Rồi cái thứ nhất là mình chăn nuôi là kỹ thuật của công ty đưa xuống, mình cứ căn theo đó mình nuôi. Cái thứ hai là đừng có nghe ông nào suối hết á, như công ty kêu tại mình cho ăn cây chuối hay cây cỏ dôi hay cây hoàng ngọc gì đó thì cứ làm theo như vậy. Đừng có qua nhà ông kia mà thấy ông cho ăn rau muống ngon quá, mình về mình cho ăn rau muống là thỏ mình 10 con vậy chảy 10 con. Tại vì nó có cái định lý vậy nè, con nhà ai quen nấy à, con nhà dân quen dân, con nhà quan quen quan là vậy đó. Thì thành ra là mình phải thống nhất với nhau là chăn nuôi là bám sát công ty, có gì đó là nhất điện thoại lên alo liền, hoặc là ví dụ bà con alo đó thỏ tôi có vấn đề mà công ty sẽ điện lại đó, hoặc là cho kỹ thuật chạy xuống tận trại để mà hướng dẫn cho bà con và xử lý luôn, chứ đừng nghe ông nào suối hết trơn nha. Cái này mình thống nhất với nhau là không có nghe ai suối hết. Còn ông cho ăn rau muống rau lan gì thỏ ông tốt kệ ông đó. Tại vì công ty người ta quan trọng cái thứ nhất là bà con phải chăn nuôi cho nó hoàn hảo, nó êm xuôi, tỷ lệ nó hụt ít thì bà con mới có lợi. Còn nếu mà nuôi thủ công như ngày xưa thì không cần công ty phải chuyển giao kỹ thuật gì chứ đó, người ta không cần phải bắt bà con phải làm theo A, B, C, D này nọ. Và là gì, người ta bắt là bà con làm theo á là để tốt cho bà con thôi, giảm tỷ lệ hụt. Và cái nhất thứ hai là cái tiêu chuẩn thịt ở trong con thỏ khi mà công ty nó mổ ra, nó kiểm định đạt yêu cầu, nó mới ký hợp đồng với tiêu ha. Là bà con mình thống nhất nha, chăn nuôi khoa học kỹ thuật có công ty, rồi hàng xóm suối kệ ông, đừng nghe đó. Rồi nghe trong đây đi. Nghe trong đây thôi, có tài liệu sẵn thôi, có gì đó vụ vấn đề đó xử lý tại trại được thì xử lý, còn không nhấc điện thoại lên alo cái là hướng dẫn xử lý liền, không có đợi chờ gì hết. Tại con thỏ nó nhanh lắm, khi mà nó có vấn đề bệnh hay gì đó nó nhanh lắm, chứ nó không như gà vịt hay heo mình. Gà vịt heo nhiều khi nó cách tuần lễ, nhiều khi tháng, mà mặn thỏ nhiều khi sáng với chiều là xong rồi. Thật ra là có vấn đề thấy mà nó buồn thôi là bà con nhấc điện thoại lên gọi liền, nếu không xử lý được, mà xử lý được thì cứ vẫn xử lý bình thường gì đó ha. Rồi mình thống nhất nè, một là chăn nuôi là kỹ thuật là theo đây, theo công ty hết. Hai là tôi nuôi theo kiểu của tôi, anh đừng suối tôi, đừng nghe ai hết á. Rồi cái thứ ba là bà con nuôi đừng quan tâm giá thị trường, giá công ty người ta đảm bảo cho bà con nuôi có lời và bà thu ổn định lâu dài. À, giá thị trường nhiều khi bữa nay 2.000, bữa kia lên 3.000, bữa kia xuống sụt xuống 1.000 cũng có. Giá công ty là người ta bình quân ra hết cho bà con ha. Rồi bây giờ đó là mình đi vào cái phần thứ nhất là hướng dẫn cho bà con làm trại nuôi. Thì trong đây cũng có một số bà con mình là đã chuẩn bị trại xong rồi, thì những bà con nào chuẩn bị trại sớm thì sẽ được chuyển giao chuồng và con giống sớm, mình làm theo giai đoạn ha. Thì trại nuôi của bà con kích thước đó, tối thiểu ngang là 3,5 m và dài là khoảng 5,5 m ha. Thì khi đó mình vừa nuôi được 10 con nái đó, vừa nuôi được 3-7 con của nó luôn. Tại vì khi bà con nuôi á, theo cái liệu trình là nó 3 tháng là 2 lứa, lúc nào trong cái trại của bà con nuôi là nó luôn luôn là nó có 3 lứa trong đó, lứa mới đẻ, lứa giòn giòn khoảng ký và lứa gần sức chuột, thì nó nối đuôi với nhau. Thành ra là mình phải chuẩn bị cái trại cho nó rộng một chút xíu để mình vừa nuôi nái và vừa nuôi thịt luôn. Ví dụ bà con bỏ công ra bữa nay làm trại nái, không lẽ vài ba bữa nữa khơi vậy làm cái chỗ nuôi thịt nữa thì nó mất công lắm. À, mình làm rộng chút xíu mình tiện hơn chứ gì hết ha. Thì kích thước tối thiểu là 3,5 m và dài là 5,5 m, mình có thể làm bằng cây lá hay tôn đó, tùy bà con ha, không bắt buộc. Rồi cái thứ hai nữa, trong cái trại nuôi đó bà con phải coi cái hướng mặt trời, nó đón nắng sáng thì tốt mà đừng cho đón nắng chiều, tại vì nắng chiều nắng trưa rất là nóng. À, nó đón nắng sáng là khoảng 6 giờ sáng đến khoảng 9 giờ sáng thôi, là nó đón nắng như vậy là cái thứ nhất đó, nó có tác dụng là diệt khuẩn cho cái trại mình, tại vì nắng nó có cái tiêu UV nó diệt khuẩn rất là hợp, rất là ok. Còn nắng chiều á thì nó không có tác dụng gì hết, nó nóng thôi, nó nóng mà thỏ mình thì chỉ nhất là nóng,
nó khoảng 37 độ C, 36 độ C mà độ có thể mình là nó đang bị thi công là làm sao phải tránh ánh nắng trực tiếp vào trại thôi, những ánh nắng sáng vô là được, những cái nhiệt khuẩn ha. Và cái thứ hai nữa là cái hướng gió, hướng gió thì nó phải có gió lưu thông, kỹ nhất là làm sát vách vậy nè thì gió nó không thổi được, là cái không khí tại cái trại nuôi đó là nó sẽ bị tụt xuống, tức là nó ở đó nó không đi đâu được hết trơn á. Mình phải làm sao cho gió nó lưu thông nó ra vô. Nhưng mà ví dụ bà con hỏi sẽ có câu hỏi là ừ như vậy thì nó tới cái mùa lạnh làm sao, nó ảnh hưởng tới con thỏ là sao, nó sổ mũi hay hò kè gì rồi sao. Thì tới mùa lạnh mình sẽ xử lý theo mùa lạnh là che bạt ủ ấm, còn mùa nắng mình dán bạt lên mình không ủ ấm thì nó quá tốt rồi ha. Mình không có lo cái đó, như giờ thời tiết như khí hậu như thế nào thì mình thích ứng theo như thế đó, tại vì mình cái dự án mình thích ứng biến đổi khí hậu mà đó ha. Rồi cái nhất là cái trại nuôi là tiêu chí nó tối thiểu là 3,5 m x 5 m, còn lợp tôn lợp lá là bằng cây bằng sắt gì tùy bà con ha. Còn khảo sát là chỉ khảo sát đúng tiêu chuẩn vậy thôi. Rồi thì dài 5 m nữa hả, thì ngang 3 m. Dạ thì ai mà không có, tức là ai mà bị dày đất mà không tới 3 m thì mình làm thấp nhỏ hơn, nhưng mà cái chiều dài dài hơn mình tùy biến theo cái khu đất của mình. Nhưng mà trên mà nghĩ là trên này thì khu đất mình thì sẽ có bề ngang hơn là ở dưới miệt mỏ cài rồi nhở. Thì mỏ cài người ta có mương có sông rồi này nọ thì thành ra cái khu đất người ta sẽ nhỏ để cái bề ngang ha. Rồi cái thứ nhất là trại nuôi mà rồi ghi ra cho bà con mình dễ nhớ nè. Nuôi là 3,5 m nè, nhân cho 5,5. Rồi cái chiều cao á, cao thì tối thiểu là 2,5 m nha. Cái chiều cao như bà con mình làm cái trại chiều cao tối thiểu là phải cỡ này, không có thấp hơn nữa, thấp hơn nữa rất là nóng nha. Tới mùa lạnh thì không sao, nhưng mà tới mùa nóng là nó nóng dữ dằn luôn á. Mình phải tới khi đó mình phải tìm cách để mình làm mát đầu này nọ, nó mất công lắm, là làm hơn 2,5 m là chắc cú ha. Rồi cái trại nuôi thì trong cái trại nuôi này á, bà con đầu tiên là bà con phải làm một cái hố để đựng phân, thì cũng là cái nơi để mà mình rắc chuồng thỏ vô mình nuôi luôn. Thì cái hố đựng phân đó là bề ngang nó một phân nè, bề ngang của nó tiêu chuẩn là 1,2 m, dài á, dài là 5 m đến 5,5 m ha. Tại vì kêu bà con làm 5,5 m đi chi để mình trừ hao, chứ mình không có làm sắc lẻm vậy rồi mưa nó tạt vô ha, là mình trừ hao. Tại vì cái 1,2 m này nè là một dãy chuồng đôi, bề ngang nó là 5 tấc thì chạy dài nó ra là 10 dãy chuồng đôi. 10 dãy chuồng đôi thì bà con sẽ nuôi được khoảng 20 nái, còn nếu nuôi thịt là nuôi khoảng được là 60 con thịt ha, là một dãy. Rồi bà con mình phải làm cái học này là chiều ngang là 1,2 m là tiêu chuẩn nha, không có thay đổi được, thay đổi là lắp chuồng không được. Còn cái chiều dài này thì tùy mình có thể 3,5 m, 5,5 m, 4 m gì thì tùy ha. Rồi cái này thống nhất nha, là cái hố phân này 1,2 m này là không thay đổi được. Dạ đúng rồi, tại vì cái lồng bề ngang nó là 1,2 m, nhưng mà cô thay đổi bự hơn điểm sao mà nhỏ hơn đâu ráp được, nó nói vậy. Cái này là không thay đổi được tiêu chuẩn nè. Rồi ha. Rồi cái phần trại thì nó tương đối là nó chỉ đơn giản vậy thôi á. Bà con mình nãy giờ nói thì nó dài dòng chứ nó đơn giản vậy thôi. Và rộng nhân dài nhân cao mấy trại. Còn cái hố phân là đây 1,2 m x 5 m hoặc là 5,5 m ha. Nhưng mà cái hố phân này á, bà con mình xây lên 3 cục gạch. Thấy rồi, thấy rồi. À phía sau quên rồi đó, là xây ta học rồi. Một là xây lên 3 cục gạch, còn hai là đào xuống xây 3 cục gạch. Tức là một là âm 3 cục, hai là dương 3 cục. Ha, nó vậy. Rồi, thì nó sẽ có như vậy. Ví dụ cái đây mặt đất của mình đây, thì một là mình xây lên 3 cục ha. Còn hai là âm xuống 3 cục. Rồi ha, nó có hai cái phương án cho bà con mình làm. Nếu đất ở khu đó mà không ngập thì đào xuống sẽ tốt hơn là ngập ha. Còn cái khu nào mà ngập thì bắt buộc mình phải xây lên, chứ không làm ở dưới được, không làm âm đất được ha. Thì mình để ý tùy cái khu đất của mình thôi, nó thoát nước tốt thì mình đào. Tại vì khi mà bà con đào á là nó sẽ thẩm thấu, nó dễ thẩm thấu hơn và nó sẽ đỡ hôi hơn ha. Còn cái khi mà mình xây lên á thì nó không thấu lâu lắm, thành ra là cái trong cái thời gian đầu mà con sử dụng là nó sẽ hôi
à, nó được cái này mất cái kia thôi, không có gì hết trơn. Rồi cái này bà con mình để ý nha. Dạ ông, bên con là xài phân vi sinh luôn chú, xử lý điểm đó sinh học luôn chứ không xài bạc nữa, thì bạc nó hôi lắm. Hứng nước rồi mà đổ. Tại vì khi mà chú hứng á, chú đi đổ là nó sẽ không hôi, mà chú quay lưng đi, chú quay lưng đi thôi con thỏ nó đáy xuống là hôi. Nó đơn giản vậy thôi. Tại vì không lẽ ngày mình đổ 4-5 lần không, mình làm học vi sinh á là để cho nó đi phân trên đó luôn, đi nước tiểu trên đó luôn, và cái men vi sinh nó sẽ chịu trách nhiệm là phân hủy cái đó và nó sẽ không tạo mùi hôi. Thì năm mình mới cào răng lần. Còn chú hứng là chỉ mỗi ngày ví dụ ít nhất là phải 3 cử cho ăn là phải đổ phân. Còn tụi con là chỉ cần 6 tháng hoặc năm là mới cào răng lần, nó sẽ khỏe hơn. Hứng tên những mụn ở dưới những bạc đó, mình tận dụng phân đúng không? Dụng phân. Dạ cái đó thì cũng được. Đó là chú hốt vô bao á thì hốt vô bao. Dạ. Thường thì nếu mà ngoài giá thị trường một bao phân dê hoặc phân thỏ mà khô như vậy á sẽ sẵn khoảng 30.000 bao. À, nó là cung cấp giá cho bà con mình luôn á. Cái bên này thì không thu á. Ở dưới bán 35.000. Dạ thì đó, nó dao động trong khoảng đó. Rồi. Phần thức dê 35.000 bạc. Cái về cái phần trại nuôi là hoàn thiện á, bà con mình có thắc mắc gì không? Hỏi đi. Quá rõ ràng rồi ha. Dạ. Rồi, chúng ta mình dễ hiểu thôi, ưu tiên bà con mình dễ hiểu dễ làm ha, chứ không có rắc rối gì hết trơn á. Rồi. Giờ tới cái phần bà con mình phải lập cái cuốn tài liệu này ra. Cái trang rồi, cái trang số 16, 17. Số 16, số 17. Đây cái trang nào mà hình nhiều nhất. À đó, nó đó. Dạ. Rồi bà con mình kiếm được chưa? Được rồi ha. Rồi bây giờ là cái phần trại xong, bây giờ tới cái phần thức ăn của nó. Mình chỉ có mấy một thôi, không có quan trọng đâu, không có dài dòng đâu. Phần thức ăn là gì? Không phải là muốn cho ăn cái gì là cho ăn. Không phải rau lan, rau muống hay là cỏ lòng vịt, cỏ đương phụng, cỏ lát gì đó, không phải là như vậy. Nuôi theo công ty tức là sẽ quy định cho trại mình sẽ trồng những cái thức ăn này để cho ăn, chứ không phải muốn cho ăn cái gì là cho ăn. Thì cái này là bà con quá quen thuộc rồi. Đây nó cây tơi ra, cây chè khổng lồ này thì ai có nuôi dê là sẽ biết ha, nuôi dê, nuôi heo, nuôi gà là sẽ biết cây này. Rồi để vô đó cho bà con mình hay coi ha. Rồi còn cái này là cây hoàng ngọc, đây nó đây, cây hoàng ngọc này thì bà con mình cũng quá quen thuộc rồi. Nó là cây thuốc nam, là để trị bệnh cho thỏ, rất tốt. Còn này nhà ai bò con là biết liền nè, nhà ai không nuôi bò cũng biết luôn. Cái này là cỏ voi, thì trong hàm lượng cây cỏ voi nó sẽ, cái hàm lượng mà dinh dưỡng trong cây cỏ voi nó sẽ gấp 5 lần cái cây rau muống với cây rau lan. Nên bà con mình đừng có thèm trồng rau muống rau lan làm gì, trồng cây này trồng lần khai thác hoài mà cắt lại khỏe nữa. Mỗi lần một con ăn là hai cọng nhỏ, vậy là một con ăn mấy năm rồi mà giờ nó lần lên hoài. Thì vậy đó chứ, mình trồng rau lan rau muống là tới mùa mình phải thay cho nó nghiêm cặp ra bờ. Dạ, nghiêm cặp thôi chú. Đó thì cái này là tạo điều kiện cho bà con mình khỏe nhàn rỗi, tức là mình đã nhàn rỗi rồi nhưng mà mình phải làm cho nó tiên tiến nữa thì mình mới có cái thời gian để mình làm nhiều ha. Chứ sáng mà ôm cái bao mà vác cắt một bao rau muống là tới trưa luôn rồi, không làm được chuyện gì hết trơn á ha. Rồi ba cái này, cây chuối thì địa phương mình có, cây tới ra giới thiệu rồi, cây cỏ voi rồi, hát cây hoàng ngọc rồi, cây chuối thì khỏi giới thiệu bà con mình đi, đây xứ mình rồi. Rồi còn cái nuôi thỏ ngày xưa là sẽ cho ăn, nói chung là cây gì miễn nó ăn là nó là cho nó ăn nè. Thì nó không có đảm bảo là cái thứ nhất là bà con sẽ không có kiểm soát được, lỡ con thỏ tiêu chảy biết ăn cái gì, biết ảnh hưởng bởi cái gì ha. Hoặc là ví dụ đi xin đi cắt cỏ ngoài đường, lỡ như cái đợt đó mà xã mà quy động mà giống như là diệt cỏ là cảnh quan đường phố rồi đó, vừa mới xịt ông ra ông cắt cái vô cho ăn là đi hết bầy. Nên thành ra là bắt buộc mình phải trồng để mình kiểm soát cái thức ăn đầu vào cho nó, đảm bảo làm sao sạch để nó không bệnh và mình đỡ tốn tiền thuốc mà lại có lời. À, lưu ý chứ không phải ăn cái gì cũng được nha, mà đặc biệt là không đi sinh hay là không cắt trộm hay là không có tận dụng mấy cái rau cải ngoài chợ, mấy cái đó toàn thuốc mà con thỏ mình rất nhạy cảm. Dạ thì đó, mình đây có đất thì mình cứ trồng, dù cô có đất ít thì cô trồng cái cây cỏ voi và cây tơi ra nhiều, nó vậy thôi. Còn ông nào có đất nhiều thì trồng cây hoàng ngọc nhiều, vậy thôi. Dạ.
Rồi. Còn bây giờ người ta chăn nuôi sẽ có thêm cám. Cám công nghiệp. Ha. Cám công nghiệp này thì hiện nay công ty ưu tiên là xài 4 loại này. Ưu tiên nha, tại vì 4 loại này là đảo qua nghiên cứu và thực nghiệm là ăn nó sẽ lớn chứ không phải là ăn cứ nó ì vậy hoài. Có những loại cám, cũng có những công ty cám cũng sản xuất cám thỏ, cám dê, cám gà nhưng mà tại sao ăn không lớn. Ha, cái này là đã qua thực nghiệm công ty. Thành ra là bảo đảm bà con nuôi con thỏ trong vòng 2 tháng là phải từ khi lấy giống về tới khi 2 tháng là phải là 3 kg và có giống được. Bắt buộc là như vậy. Thì bắt buộc như vậy thì mình phải tuân thủ mấy cái này. Tại những cái cám này nó dinh dưỡng rất là cao. Mặc dù nó hơi mắc tiền hơn là cám vịt hay là cám bò này nọ thì nó hơi mắc tiền hơn, nhưng mà được cái này mắc cái kia. Đầu tiên là công ty cũng phải phát cái này nè. Dạ đúng rồi. Không? Dạ đúng. Đầu tiên thì công ty sẽ phát cho bà con thì những cái này khi nào mà bà con hết tiền dự án rồi thì thôi. Hết rồi thì điện đâu? Dạ điện tụi con luôn. Dạ dạ. Dạ đúng rồi. Nói chung cô họ có hỏi cô rất hay, tại vì cũng có nhiều người thắc mắc nhưng mà không dám hỏi. Vậy chứ không biết. Cô hỏi lại thêm là cái cỏ do này, cái cỏ xả cho nó ăn được không? Được luôn chú. Hai cái đó là đó là dòng hỏi với nhau. Bởi vì cái mình trồng mình hiểu biết, ví dụ mình nay mình xịt cái đằng kia mình chùa lại khúc một ngày 3-4 bữa nhưng mà cho cái thỏ giá. Mà trồng cho thỏ ăn là chú lưu ý là không bón phân xịt thuốc. Nhưng mà sợ có vụ mà xịt rồi nó văng vô. Dạ dạ mình... thì đó mình chỉ sợ xịt chôm chôm này nè, cái nó bay. Ừ nó bay. Gió nó bay. Ừ. Nên thì mình kỹ kỹ nó mình mới xíu. Ví dụ cái cúc nào chừa lại cúc. Dạ. Bắt đầu rồi, cái thứ nhất là bà con phải chuẩn bị những cái đồ ăn thô xanh này. Và cái thứ hai là cám này thì công ty sẽ cấp. Và các bạn còn an tâm luôn. Ha. Rồi xong vấn đề thức ăn. Có ai hỏi gì không? Hỏi con nhảy gì không ai hỏi gì không ai hỏi gì nữa không hỏi con hỏi à nãy giờ nghe quá chị hỏi đi bây rồi. Giờ tôi giờ mai mốt tôi có hỏi gì tôi chạy lên đây hậu trường tôi hỏi nhà cô ăn cô bắt điện thoại lên alo là được rồi dạ sát đây chạy lên đây rồi bà con mình mời bà con mình lật sang cái trang thứ 20-21 rồi cái này là bám sát tài liệu nha nhưng mà mình nói cho dễ hiểu. Đó đúng rồi. Sẽ có là 3 mẫu chuồng là 4 mẫu chuồng. 3 mẫu chuồng là giới thiệu cho bà con mình. Là đi từ thủ công và tới hiện đại. Chuồng hình số 2 lồng bán công nghiệp đó là lồng như thế nào? Lồng đó là người ta tận dụng công nhà, người ta mua sắt về người ta hàn lồng, người ta ốp lưới vô. Nhưng mà cái tiêu chuẩn là cái kích thước ví dụ 40x60 gì đó thì vẫn là phải tuân thủ thủ tiêu chuẩn. À, nhưng mà người ta tận dụng trong nhà là người ta hàng lưới à, rồi cái hàng lưới này thì nó bỏ qua cái giai đoạn hàng lưới này rồi bây giờ người ta xài lồng công nghiệp đây lồng công nghiệp cái này là bà con đừng nghĩ là một con nái nha cái này là một con thịt đó một con một ô hết chứ không đi chung nha à là một con một ô một chén con nào là có chén thức ăn của con đó riêng hết không có ăn chung ví dụ con ăn ít con ăn nhiều con sình bụng con không sình bụng nó khó kiểm soát lắm rồi nó cắn lộn nó đánh nhau tùm lum hết à, là mỗi con chén ô rồi nè ô nhà của anh ở anh ăn chén của anh luôn à, tới nuôi ra thỏ thịt mình cũng vậy thì thỏ thịt mà khi khoảng 45 ngày tuổi là con phải tách ra riêng mỗi con ô là nuôi tới khi xuất bán luôn à, thì như vậy nuôi mới đúng tiêu chuẩn là 90 ngày tuổi kể từ khi đẻ là bán à là 3 tháng thôi kể từ ngày đẻ còn nếu mà nuôi theo cái kỹ thuật ngày xưa nhiều khi tới 5 tháng 6 tháng rồi mới có bán à. Rồi cái lồng công nghiệp này là lồng một tầng và cái hình dưới đây hình số 4 này là lồng công nghiệp theo dạng hai tầng này chỉ để nuôi thỏ thịt thôi chứ không nuôi thỏ nái được ha à, là tại vì do cái trại của mình nó diện tích nó nhỏ nên mình phải chọn lồng để mình ăn gia diện tích hay diện tích chỗ đó mình nuôi có 100 con à mình trồng tầng lên là mình được 200 con nhưng mà cũng trong cái trại của mình thôi hai tầng dạ nuôi hai tầng là chỉ để nuôi thỏ thịt thôi nha nè tại vì thỏ thịt thì mỗi con nó ở một cái khung của nó không có bự đâu bằng cuốn tập này hả là anh con khung á là bánh ăn té ngoài bánh nước té ngoài luôn à, là mình tiết kiệm diện tích rồi mời bà con mình lật sang cái trang 28-29 là gần xong rồi nha đỉnh nôn nha 28-29 là cái trang kế trang cuối à, bà con mình chăn nuôi ngày xưa là nhiều khi có vấn đề đó không biết hỏi ai chứ tự chăn nuôi tự truyền miệng lẫn nhau nhiều khi mua thỏ con hàng xóm qua hỏi ổng luôn và ổng cũng không biết gì để chỉ luôn ha còn bây giờ là
có công ty chỉ bà con đàng hoàng hết, có số điện thoại giám đốc đang đây, có gì muốn nhắc điện thoại lên gọi liền. À rồi, trong này nó sẽ có cái quy trình nuôi thỏ công nghiệp. Cái quy trình này là giờ nào cho ăn, ngừa cái gì, trong bao nhiêu ngày tuổi là con bà con mình chịu khó áp dụng thôi. À, cái này rất hay nha, tức là giờ nào ăn cám, giờ nào ăn cỏ là có hết trong đó, và bắt buộc phải tuân theo chứ không có lịch giờ được, lịch giờ là sẽ có vấn đề này. Rồi, kế bên nó là cái lịch phòng bệnh cho thỏ, là thỏ kể từ giai đoạn mà mang thai trong bụng mẹ là đã có người thuốc rồi, đã có người thuốc tới 20 tới 60 ngày tuổi là ngưng thuốc, ngưng thuốc để 30 ngày sau là bán thịt, là trong thịt thỏ nó sẽ không còn cái dư lượng thuốc thui. À, cái đó bà con mình lưu ý một cái là thí dụ thỏ tôi 60 ngày tuổi rồi, ngừa hết lịch rồi mà lỡ bị bệnh rồi sao, thì tách con nó ra riêng, trị cho nó hết, xong rồi 30 ngày sau mới được bán riêng của nó chứ không có nhập chung với cái lô kia. Tại vì khi đó khi lò mổ nó mổ ra đó, tại vì nó thôn thỏ của hộ anh đi, dụng nó là cái bữa đó được cái buổi đó là nó mổ xong cái hộ anh rồi, nó mới mổ qua cái hộ của anh này, thì cái hộ đó thỏ như thế nào là tao biết liền, mập ốm chích thuốc gì là mổ ra là biết hết liền, đâu có giấu giếm được, là thỏ no thỏ đói là biết liền hết. Hey, thì từ đó là người ta sẽ đánh giá cái tiêu chuẩn bà con có thực hiện đúng tiêu chí hay không, vi phạm tiêu chí trong vòng 3 tháng, tức là 3 lần thu thỏ là sẽ bị cắt hợp đồng luôn chứ không có cái nào lại. Đó thì bà con lưu ý là phải tuân theo nha. Rồi có ai có ý kiến gì cái vụ mà phòng bệnh cho ăn này không? Mấy con về bà con mình nghiên cứu cho kỹ, đọc cho kỹ, đọc mà nghiền ngẫm chứ không phải là đọc rồi lướt qua là không được. Thế con thỏ thỏ đực là phải nhốt riêng toàn bộ. Dạ đực cái là mỗi con nó ở một nhà của nó riêng chứ không có. Rồi rồi thì mà mỗi người bỏ đực đó là mình phải hai con để chung. Dạ chú cái bắt con cái vô cho nó nhảy khoảng 10 giây thôi là bắt ra rồi. Nó nhanh lắm. Không có để chung như xưa nha. Hồi xưa là mình phải ép, tức là mình để chừng khoảng 1 ngày 2 ngày để chung luôn. Rồi mình bắt ra. Đó là phải ép. Còn bên đây là cứ xem cái bộ phận sinh trùng nó đúng cái nước nó là giống bỏ vô nhảy bụp lấy ra liền. À, nó rất tiện ha. Người ta con thỏ mà nó đẻ rồi nó tập bao 30 ngày nó lên giống chưa? Dạ thường thì bên con nó sẽ triển khai cho hộ mình là gì nè. Thỏ đẻ ra 30 ngày sau tách con. Ha, à, từ cái ngày tách con tới khoảng 8 ngày sau là nó sẽ có lên giống. Nó theo cái chu kỳ của nó. Thì thành ra tách con xong khoảng 8 ngày là bà con mình theo dõi đi. Ngày 8, ngày 9, ngày 10, 11, 12, 13, 14 là trong những ngày đó sẽ có phối giống được. À chứ không phải là thấy ngày 8 nói về cái thấy về cái đúng ngày 8 bỏ vô thấy không nhảy bắt ra đợi tiếp là không được. Tại vì 10 con nó sẽ có 10 cái cơ chế sinh lý nó khác nhau. Thì có con 18 ngày, có con 9 ngày, có con thì 10 ngày ha, mình cứ bỏ ép, bỏ tức là ngày này được bỏ ngày sau được bỏ ngày sau nữa. Thì tại vì thỏ thường thường á, cái lứa đầu tiên á bà con dễ bỏ lắm, dễ theo dõi lắm, nhưng mà sau khi đẻ rồi rất là khó phối giống lại. Tại vì ngày xưa á, khi thỏ đẻ xong là bà con mình cho phối liền thì nó chịu á, nhưng mà cái tỷ lệ mà nó thụ thai á là không có nhiều, đẻ ra khoảng chừng 4-5 con lứa sau rồi chứ không nhiều đâu. Thành ra mình phải đợi ha, là đúng cái ngày đó xem bộ phận sinh dục nó mà gần tới ngày bỏ được rồi là cứ bỏ vô và ngày bỏ không được thì ngày mai bỏ, chứ đừng thấy bỏ vô không nhảy được là chờ tháng nữa là chờ luôn á. Là lỗ luôn á, lỗ tiền cám á nha. Rồi tới cái trang cuối cùng là cái trang sắp hết. Cái trang này là cái trang mà giới thiệu cho bà con mình thuốc thui rất quan trọng, và cũng là rất an toàn đối với họ, nó không gây ra dị ứng ha. Rồi thì những cái này là bà con mình về thì ở địa phương có, nhưng mà khi mà người ta chuyển giao thỏ giống xuống là người ta sẽ kèm cho bà con một bộ thuốc luôn. Khi xài hết rồi thì một là bà con gom 50 hộ lại mình lấy thuốc công ty lần, hoặc là mua ra tiệm mua vẫn được. Những cái này là ở tiệm có hết, là mấy cái của thằng Bio này là có hết trơn, nó thông dụng mà rẻ tiền ha, phải điều kiện cho bà con mình. Còn có những cái bệnh đặc thù giống như là bệnh nó liên quan tới viêm nhiễm này nọ là bà con phải gọi điện thoại là nhân viên kỹ thuật của công ty nó chạy xuống, nó quyết định sử dụng thuốc nào để điều trị là nó quyết định, nó theo cái của công ty. Rồi giờ cũng xong cái phần
cái đó cũng dễ dàng chứ không vấn đề gì cho bà con mình có những câu hỏi có gì cứ hỏi liền, mình nhận bên này trả lời thắc mắc. Đang chứ về nhà là mất công lại tốn tiền điện thoại đấy. Rồi ai có Zalo muốn vô cái nhóm của trên Zalo thì cứ bấm số này vô, số điện thoại trên đây luôn, có Zalo luôn. Trao đổi kỹ thuật trên đó luôn, họ có vấn đề chụp hình cái bực gửi qua, cái này bị sao là người ta trả lời liền luôn, không có đợi chờ gì hết trơn. Rồi chút cái công nghệ số điện thoại đây sao? Dạ đúng rồi chú, dạ là ta có hết ha. Còn cũng sinh hoạt với bà con về là khi chuyển giao thỏ giống là người ta sẽ chuyển giao thỏ chuồng qua nước máng ăn ha, và thuốc thú y và thức ăn luôn, mỗi hộ sẽ nhận đủ một bộ như vậy. Ăn rồi thức ăn sau đó người ta sẽ chuyển giao, dù bà con hết thức ăn người ta bà con điện là người ta chở xuống, hoặc là bà con có đi chợ gì đó ghé kho chở ha, thì nó cũng tạo điều kiện tiện như mình. Rồi cái thuốc thì cũng vậy, ví dụ khi bà con lên chở thức ăn hoặc là kêu thức ăn thì cũng kêu luôn thuốc, tôi hết thuốc đó rồi đem xuống dùng luôn ha, thì nó tiện một cái chuyến đi như vậy. Rồi cái thỏ thì cũng sinh hoạt vậy, để mốt bà con mình sẽ hỏi là vấn đề là cái giá thỏ giống hay là công bố luôn để bà con mình thắc mắc ha. Giá thỏ giống của công ty hiện nay là 150.000 một ký chưa thuế, tức là trước thuế chứ không phải sau thuế. Sau thuế là cộng thêm 10% nữa, cái đó thì cái phần của đó là cái tiền của dự án người ta sẽ lo ha. Thì 150.000 một ký mà trước thuế thì khi bà con mua lẻ thì như thế nào? Mua lẻ thì đâu cần xíu hóa đơn, mình khỏi cộng thuế đi, mình tính 150.000 thôi. Thì sẽ có những hộ là người ta sẽ hỏi là tại sao thỏ giống lại cao giá. Thì xin thưa với bà con là gì, bà con vào chăn nuôi thỏ, bà con sẽ biết, hoặc chăn nuôi con gì cũng vậy, bà con cũng sẽ biết là gì. Anh nuôi 100 con, từ nhỏ tới lớn chưa chắc anh lựa được một con giống nào, chưa chắc nó hoàn hảo để nó lại thành giống. Thành ra là khi đó người ta phải nuôi số lượng rất nhiều, và người ta sẽ tuyển chọn và người ta tiêm phòng đầy đủ. Khi chuyển giao xuống cho bà con là người ta có bảo hành đàng hoàng, trong vòng một tháng đầu mà con nuôi có vấn đề gì đó là người ta đổi ngang luôn, không tính tiền. Có vấn đề là bệnh tật hay là chết gì đó là người ta đổi luôn, người ta tặng bà con luôn, đó là bảo hành. Thật ra bà con mình đừng có hỏi tới cái khoản đó. Cái khoản đó là dự án người ta lo rồi, mình chỉ cần là áp dụng quy trình thì mình nuôi cho cả sử dụng là vậy thôi, rồi mình có lời. Rồi nói chung cái buổi này cũng kết thúc rồi, bà con có hỏi gì thì hỏi. Ủa có danh sách dân cường cho em 2 cái luôn đi, cho em ký 2 cái luôn nha, em lấy cái có đi về chứ chưa đi hỏi như dê hả chú? Dạ nuôi được nhiêu con? Dạ dê nuôi có mấy con, mấy con không muốn bọc tiêu luôn á. Biết đâu năm sau á công ty á triển khai bà con nhà bà con có nuôi có đồng gì là bao tiêu hết sao. Chiều chuẩn mét 2 là không thay đổi được nha. Nhưng mà cái chiều dài á bà con mình có thể theo đổi, thay đổi, muốn thay đổi nhiều thay đổi thôi, từ 3.5 m 5.5 m. Dạ bề ngang là mét 2 là không thay đổi. Là cái chỗ này á tại vì đất không ngập nè nên mình đào xuống, mình âm. Còn đất mà ngập á là mình phải xây lên, mà xây lên thì phải cái chân cao hơn chút. Đó là đó. Vì gì của tôi á thì sự thật là không ngập nhưng mà nhiều khi xả nước cơm chơm. À, họ xây lên chắc cứu chú ơi. Bởi vậy tôi để được là cao cơ chắc ăn. Tốt quá. Tôi mà mua bả sơ chế á để lên mình lấy nè. Rồi mời bà con mình vô đây nè, cái đó là chuồng đông, bọn này chuồng công nghiệp. Ngày xưa bà con mình đóng chuồng á là cái khúc này nè, cái khúc từ đáy này lên tới đây tới 50 rồi. Bây giờ người ta chỉ làm 30 thôi. Là để chi đang để cỏ trên này nó rút được khỏi làm ăn ăn. À chuồng công nghiệp mà sao nữa là trả tiền đã luôn á. Nó nặng ký, tại vì người ta cân bằng ký. Thành ra là mình tiết kiệm là mình chỉ xài ở trên đây rút xuống là nó vừa luôn. Còn nếu mà con khoảng 40 á là phải làm cái bán cỏ rồi chứ nó không có giới tới. À đó ha. Còn cái này là người ta đã tùy biến theo cái môi trường này. Rồi.
Thì khi mà bà con mình nhận giống thì cũng nhận được một dải chuồng như vậy. Đây, đây là dải chuồng của dự án. Còn mấy này là của nhà của tổ anh Cường. Đó thì một dải như thế này bao gồm thỏ, phân nước, ha, máy ăn và thức ăn. Rồi, quá tiện. Thì thức ăn công nghiệp này á, thì để tiết kiệm cho bà con mình á, là bên này cho lúa thì tương đối rẻ tiền đối với khu vực của mình, nhưng như vậy cũng phải đủ chất. À còn thức ăn không thì chưa tiện nổi đâu. Dạ lúa bắp nữa chú. Chứ nếu mà trong ăn như xưa là không có, ba tháng không bán được đâu. Dạ. Trung giá hơn cái kem. Giải đây dạ. Còn khi mà thỏ đẻ nha, bà con mình lưu ý nè, thỏ đẻ là không có để vô chung với mẹ mà để riêng như vậy, lấy rổ gập lại tới giờ mà lấy ra liền. Đây. Tại vì nó vậy nè, nó có cái vậy là khi mà để chung với mẹ là thứ tám mẹ nó khỏe rồi đúng không? Tinh thần của bả quá, hai tay con ổn không phải tay chung cuốn vậy mình mới nuôi cái tham quan được. Kéo xuống còn nóng quá kéo lên, à, không có sợ mưa tạt kéo lùa vậy chăng á. Rồi nó phải ra, nhưng mà mình làm sao mà để mình cuốn lên cho thuận tiện, tức là mình sẽ luồn cái cây vô để mình cuốn lên thôi. Dạ thì cái vụ đó dễ thôi. Cái van đó thì không có nguyên bộ gì mắc vô xài, mình chỉ mua ống nước thôi. Ống này 3.500 mét. Vợ bán chứ bên tôi có cháu vợ nó nuôi nó cũng gắn thứ này không á, cứ nghĩ rồi giờ cũng chế lại cái vụ làm về đặng cho thỏ này kia nó ăn khỏi, có bỏ tên nó nhiều khi có mấy thỏ con nó không tới. Không thỏ con không cho ăn cỏ chú. À. Con thỏ mà trong mẹ là không cho ăn cỏ. Không có trong mẹ không có, mà nhưng mà hơi con cũng lứa lứa vậy nè. À lứa lứa này mình bể để vô luôn. Đâu rồi ta? Lứa lứa này là để vô luôn. À, ảnh đóng có thời gian rảnh thì mình xài cái này thì nó rẻ tiền nên mình đóng cái này. Chứ nếu mà xài làm công nghiệp mà có thêm hai cái máng là nặng thêm ký lận á. Một ký nó tới 30,000 lận. Mà chục chuồng là nó tới 300+ lận. Rồi mình đóng chuồng nhà thì mình đóng được. Dạ. Mày mua chiều đóng nhà là xài. Dạ. Ok, like và share nếu như các bạn thích và đừng quên bấm vào nút đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất của bọn mình. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành.